Thiện và ác con hiểu mà. Có thật là con hiểu không? Thí dụ như sư phụ thương Tịnh Nhi, dạy võ công cho Tịnh Nhi, cứu mạng của Tịnh Nhi, đó chính là việc thiện. Còn Tịnh Nhi lột quýt cho sư phụ ăn, con thật lòng có hiếu với sư phụ, đó là việc thiện. Nếu Tịnh Nhi không biết đền đáp ơn của sư phụ, tự con ăn quýt để dành võ quýt cho sư phụ ăn, đó chính là ác. Con nói rất đúng. Nhưng mà hôm nay sư phụ phải nói với con như thế nào là đại thiện đại ác. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác là thiên hạ sinh linh, là thay đổi triều đại. Có nghiêm trọng đến như vậy không? Tịnh Nhi, con có biết thiên hạ mà đương kim hoàng thượng giành được là như thế nào không? Là do tiên hoàng truyền lại. Nhưng mà thiên hạ của tiên hoàng lại giành được như thế nào? Con hiểu rồi, đó chính là thay đổi triều đại mà sư phụ vừa nói. Con biết thiên hạ của tiên hoàng đã giành từ trong tay của vua chúa tiên triều. Như vậy có nghĩa là một vị thần tử lúc bấy giờ bất trung bất nghĩa, sát chủ mưu phản để giành lấy thiên hạ vào trong tay, đôi tay đã dính đầy máu. Đó là đại ác mà sư phụ vừa nói phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Sư phụ à, người từng sống qua tiền triều cho nên đối với giai đoạn lịch sử này ghi lòng tạc giả, có đúng không? Bây giờ sư phụ còn nghĩ đến tiền triều hả? Tịnh Nhi, chuyện mà sư phụ kể với con, giết vua mưu phản, đây là một chuyện đại ác. Sư phụ, mong sư phụ hãy tha lỗi cho con. Con không thể đứng ở góc độ của người để suy nghĩ về chuyện mà sư phụ vừa nói. Ta chỉ muốn con hiểu thế nào là thiện và ác thôi. Con chỉ biết tất cả mọi triều đại đều thay đổi bằng cách đổ máu, không thể tránh khỏi chuyện chết chóc. Tất cả mọi việc hoàng đế đều xuất thân từ thường dân mà. Thương Thang, Châu Văn Dương, Tào Tháo, Lý Nguyên, có ai không phải thần tử? Giang sơn của họ không phải là do tranh đoạt mà có sao? Nhưng mà sau này họ đều được xưng là thánh hiền. Sư phụ, tiền triều đã qua đi rất lâu rồi, chúng ta không phải là người của hoàng gia, chuyện này rắc rối, đừng suy nghĩ nữa làm gì. Hay là chúng ta... Không, Tịnh Nhi, một con người sống trên đời nhất định phải quan niệm thiện ác một cách rõ ràng. Lịch sử gần đây ta không muốn nhắc đến, ta chỉ nói về cách chiếm đoạt giang sơn của bổn triều. Đó là một cuộc bán nước hèn hạ nhất. Con có biết hoàng đế tiền triều tốt đến mức nào không? Hoàng hậu là người hiền đức đến chừng nào? Không phải đâu sư phụ. Nếu như hoàng đế tiền triều tốt như sư phụ nói thì ông ấy đâu có làm mất thiên hạ của mình. Người ta nói được lòng dân là được thiên hạ. Nếu như ông ấy được lòng dân thì đâu có ai tạo phản. Con, sư phụ, con biết rất rõ một vị hoàng đế ngồi ở trên ngai, nếu như ông ta được lòng dân thì không ai có thể chiếm đoạt giang sơn của ông ấy được. Vị hoàng đế cuối cùng của tất cả mọi triều đại gần như đều đánh mất lòng dân. Bá tánh sống rất là gian khổ, giữ lại mạng sống quả là điều khó khăn, nói chi đến chung thân ái quốc. Nhưng mà... Sư phụ, con từng nghe cha con kể về chuyện này. Thời kỳ cuối của tiền triều, hoàng thượng đã tin dùng gian thần, tàn sát trung lương, dân sống lầm than, bá tánh lưu lạc, khắp nơi đầy rẫy xác chết. Thôi được rồi, tại sao con có thể nói như vậy? Sư phụ, không phải như vậy sao? Con có biết lúc bây giờ hoàng thượng đã mắc mưu bọn gian thần không? Người tốt hay kẻ xấu mà ông ấy không thể phân biệt được. Vị hoàng đế ấy thật là quá tệ hại. Ông ấy bị mất thiên hạ cũng là chuyện thường thôi. Ta không cho phép con nói như vậy. Được rồi, con không nói. Con không nói về chuyện đó nữa. Như vậy vị hoàng đế tiền triều ấy thật là đáng thương hại và vô dụng đến thương hại. Con vốn không hiểu biết gì hết. Con chỉ là một tên lưu manh thôi, chẳng hiểu biết bao nhiêu. Nhưng mà sư phụ, bất luận ra sao thì hoàng thượng bây giờ so với hoàng thượng mà sư phụ vừa nói hơn gấp 100 lần. Ăn nói sằng bậy. Con đâu có nói sai đâu. Sư phụ thấy đó, đương kim hoàng thượng tức là nhị ca của con rất anh minh, rất xem trọng bá tánh. Thí dụ như chuyện của nạn dân, huynh ấy đích thân ra tay, còn ra lệnh cho thừa tướng lấy tiền trong quốc khố ra để cứu trợ. Bá tánh rất ủng hộ huynh ấy. Lấy tiền trong quốc khố ra làm việc tốt, ai mà không biết. Vậy mà vị hoàng đế tiền triều lại không biết. Hơn nữa nhị ca hoàng thượng của con mà con vừa nói với sư phụ, tiêu xài rất tiết kiệm, không bao giờ phung phí. Đồ dùng của huynh ấy chỉ bình thường thôi. Sư phụ đừng nghĩ con hay nói huynh ấy hà tiện. Thật ra con rất khâm phục huynh ấy. Huynh ấy nêu gương làm tốt là vì bá tánh mà chịu khổ. Hắn làm như vậy chẳng qua là vì giang sơn của hắn. Vì tiên hoàng của sư phụ cũng là vì giang sơn của mình, do đó mới đánh mất. Con không được nói tiên hoàng như vậy. Được, sư phụ, chúng ta không nhắc đến tên vô dụng đó nữa. Cứ nói về nhị ca của con. Huynh ấy không chỉ là người thông minh mà còn nhân nghĩa nữa. Giả nhân giả nghĩa. Sư phụ, con nói một lời thật lòng. Hoàng thượng tìm cách để giúp đại ca con được toại nguyện là giả nhân giả nghĩa sao? Huynh ấy tìm đủ mọi cách để cứu Bạch Dân Phi cũng là giả nhân giả nghĩa sao? Hắn có mục đích khác. Ai mà không có mục đích?
Sư phụ, Tịnh Nhi đã gây ra tai họa lớn như vậy, lẽ ra đã chết nhiều lần. Không phải do nhị ca tìm cách miễn tội chết cho con sao? Ta đã nói hắn có dụng ý khác, hắn có mục đích không tốt, con có hiểu không? Sư phụ, vậy sư phụ nói huynh ấy có mục đích gì không tốt? Hắn tốt với con chẳng qua là muốn con vào cung sống với hắn. Sư phụ biết rồi sao? Tịnh Nhi, chúng dùng thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt giang sơn của người ta, con có thể chung sống với thứ người đó hay sao? Sư phụ, Tịnh Nhi không tán thành với ý kiến mà sư phụ vừa nói. Thiên hạ phải thuộc về những ai có đức. Người có đức thì được bá tánh ủng hộ, được nắm lấy giang sơn, đó là chuyện đương nhiên. Đức cái gì chứ? Đôi tay của chúng đã dính đầy máu của hoàng tộc tiền triều. Được, cứ cho là vậy đi. Nhưng đó chỉ là chuyện của vị hoàng thượng đã qua đời, không liên quan tới nhị ca con. Nhị ca của con là một hoàng đế tốt. Hắn chỉ gạt con thôi, hắn tìm cách lấy lòng con, chẳng qua là vì muốn con nhập cung với hắn. Tịnh Nhi, con đừng mắc lừa hắn. Con không có mắc lừa, con biết nhị ca thật lòng thương con, rất thật lòng, rất trong sáng, không có thủ đoạn hèn hạ gì hết. Tịnh Nhi, con thật quá ngây thơ. Sư phụ à, Tịnh Nhi có thể biết rõ điều đó. Con đã trúng độc của hắn quá nặng rồi. Bây giờ con yêu hắn lắm có phải không? Dạ phải, con rất yêu huynh ấy. Con đã quyết chung sống với huynh ấy. Bởi vì huynh ấy là một người đàn ông đội trời đạp đất. Chỉ có những cô gái ngây thơ mới nói như vậy thôi. Bị mắc lừa mà cảm thấy vui mừng. Sư phụ, Tịnh Nhi kể cho sư phụ nghe chuyện này. Không, là hai chuyện, sư phụ sẽ hiểu ngay thôi. Thôi được, con cứ nói. Lần đầu tiên hoàng thượng bày tỏ tình yêu với con rất là tức giận. Con tưởng rằng huynh ấy bảo con nhập cung là muốn con giúp cho huynh ấy đối phó Giang Mi Nhi, mục đích không chính đáng, không phải thật lòng thương con. Con rất tức giận và chửi huynh ấy một trận, và thề sau này sẽ không gặp huynh ấy nữa. Con làm như vậy là đúng, mục đích của hắn không chính đáng. Sau đó con đã suy nghĩ kỹ, thật ra huynh ấy thật lòng thương con. Tất cả đều do con suy diễn thôi. Kế đó là ca ca con và Giang Tường bị bắt, tình hình vô cùng nguy ngập. Vì cứu ca ca con cho nên con đã liều một phen. Con nói với nhị ca, chỉ cần nhị ca cho họ toại nguyện, con sẽ chấp nhận vào cung với huynh ấy. Tại sao con lại khờ dại như vậy? Con tự ném mình vào lưới như vậy là đúng ý của hắn rồi. Không đâu, huynh ấy không những không vui mà còn rất giận. Huynh ấy mắng con và từ chối con. Con thề rằng tuyệt đối không lấy tình cảm để trao đổi với con. Thật sao? Dạ phải, huynh ấy nổi giận thật là đáng sợ. Huynh ấy đã thật sự nổi giận. Còn chuyện sau này sư phụ đã biết rồi. Thật ra từ đầu huynh ấy đã quyết sẽ ra tay giúp đỡ ca ca con và Giang Tường, nhưng huynh ấy lại từ chối điều kiện mà con chấp nhận vào cung. Tại sao lại như vậy? Lúc đó con đã biết huynh ấy thật lòng yêu thương con, không có hèn hạ, không có mục đích xấu xa, đúng không sư phụ? Cho nên con đã yêu hắn đến vô phương cứu chữa. Một người thông minh anh dũng lại có lòng thương người như nhị ca, huynh ấy chiều chuộng con vô điều kiện, làm sao con có thể không yêu được. Sư phụ sao vậy? Con đã lún sâu vào tình cảm không thể rút chân ra được, có đúng vậy không? Dạ phải, chúng con sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Không ai có thể khuyên ngăn con được, có thật không? Sư phụ, biết tính của con, dám yêu dám hận, hận quá thậm chí giết người, yêu quá tình này mãi không phai. Sư phụ, Tịnh Nhi đã gặp được người mà con thật lòng thương yêu, như vậy không vui sao? Sư tỷ, tỷ sao vậy? Ta không sao. Sư tỷ, tỷ đã khuyên công chúa chưa? Khuyên rồi. Như vậy là chuyện mừng. Có gì đâu đáng mừng, ta sắp bị nó thuyết phục rồi. Cô ấy thuyết phục sư tỷ hả? Ta nói với nó về âm mưu bán nước, về thiện và ác. Nói vậy là đúng. Nhưng mà công chúa nói với ta, lý do mà tiền triệu mất giang sơn là vì tiên hoàng đánh mất lòng dân, là vì tiên hoàng không biết phân biệt trung gian chuốc quả vào thân. Tại sao công chúa lại nói như vậy được chứ? Tại vì chính Tịnh Nhi cũng không biết mình là công chúa tiền triều. Xuất trần, muội thấy công chúa phân tích như vậy có hợp lý không? Hình như cũng có lý đó. Công chúa còn nói với ta, bàn tay của mỗi vị hoàng đế dựng nước đều dính đầy máu, nhưng chỉ cần họ thuận theo lòng dân,
như vậy sẽ trở thành thánh nhân. Ừ, hình như cũng có lý. Nhưng lẽ ra chính ta là người đi khuyên răn nó kia mà. Rồi sao nữa? Lẽ ra chúng ta đã xác định được mục đích, vì chính nghĩa bất chấp hy sinh tất cả. Xưa nay chúng ta cho rằng phục quốc là trách nhiệm, là chuyện cao cả. Nhưng mà lời lẽ của công chúa làm lay động lòng tỷ sao? Ta không bị lay động, nhưng cảm thấy trong lòng khó yên. Xưa nay chúng ta đều đứng ở góc độ trung quân với tiền triều để nhìn nhận vấn đề. Xưa nay chưa bao giờ đứng ở góc độ của công chúa. Công chúa không biết sự vụ. Cũng chính như vậy cho nên công chúa đứng ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn. Cũng có lẽ như vậy. Công chúa còn mang tên hoàng đế bây giờ, so sánh với tiên hoàng, ta không có cách gì để nói. Tại sao vậy? Thông qua những việc mà tiểu hoàng đế đã làm, quả thật hắn có tài trí siêu phàm như công chúa đã nói. Xuất trận, xem ra tiên hoàng không thể so sánh với vị tiểu hoàng đế bây giờ rồi. Ừ, vị tiểu hoàng đế bây giờ quả thật là có chút tài năng. Không chỉ có như vậy, xuất trận, công chúa còn một lòng một dạ yêu thương vị hoàng đế đó. Thật sao? Ừ, ta nghe công chúa nói tiểu hoàng đế đó cũng thật lòng yêu nó. Như vậy tính sao? Nếu công chúa không phải là công chúa, như vậy họ chính là một đôi tình nhân rất xứng đôi vừa lứa. Không, trời sinh ra họ là kẻ thù, giữa họ chỉ có một mất một còn, đây là số mạng của họ. Thu Tâm, con đừng xen vào chuyện này, tự mình suy xét lại đi. Sư phụ, dù hôm nay sư phụ đánh gãy hai tay của con vẫn phải nói. Công chúa mang trong mình mối thù sâu đậm, nước mất nhà tan. Trách nhiệm của cô ấy chính là phải trả mối thù mất nước diệt thân này. Giữa cô ấy và tên tiểu hoàng đế có mối thù không đội trời chung, họ ắt phải có cuộc ác chiến. Tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết bằng máu và kiếm, đánh cho đến chết. Thu Tâm, chúng ta cũng vậy, báo thù phục quốc là trách nhiệm của chúng ta, không ai có thể thay đổi được. Sư phụ, con nói như vậy có đúng không? Đúng, là trách nhiệm. Do đó bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường. Con nói sao? Giết tiểu hoàng đế, cắt đứt tai họa về sau.